Thùy Linh cùng ban biên tập Hồng Biến TV mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin liên quan đến câu chuyện, những cái game show bẩn bựa, cùng với đó là những luồng thông tin liên quan đến ông trùm showbiz, đó chính là Điền Ruộng, đã có những dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân của mình, ẩn ý muốn kết thúc sự nghiệp cũng như muốn nghỉ hưu, thì quý vị có thể thấy trong những cái quãng thời gian gần đây, liên tục những bài báo đã có thể nói lên là những cái lên án, những cái game show bẩn bựa khi chính những người trong cuộc họ cũng đã lên tiếng. Thì Bí thư Thành ủy ở Huế thì cũng đã chia sẻ câu chuyện này và khẳng định một lần nữa đây là những cái game show bẩn và mục đích của họ cũng chỉ là để câu view, câu like, lừa lọc khán giả mà thôi. Bên cạnh đó, những thông tin gần đây khi mà doanh nhân Nguyễn Phương Hằng đã chia sẻ về những câu chuyện, những góc khuất của ông trùm showbiz Điền Ruộng này thì một lần nữa quý vị có thể thấy những cái chương trình của Điền Quân đang bị khán giả tẩy chay một cách mạnh mẽ. Kèm theo đó là những cái góc khuất cũng như những chiêu trò của phía Điền Quân thì một lần nữa chúng ta đã nhìn nhận ra rất rõ những nhân vật bẩn bựa trong đây. Kèm theo đó là quý vị có thể biết được những cái người này đã từng làm việc cho Điền Quân, cũng đã quay sang đấu tố và thậm chí là kể rõ tất cả những tình tiết với sự việc những chiêu trò của ông này đã từng đối xử với họ. Và theo quý vị có thể biết đến những cái sự việc như vậy là một nhân vật, đó chính là cô thư ký trước đây đã từng làm việc cho Điền Ruộng. Và ngày hôm nay, khi câu chuyện CEO Nguyễn Phương Hằng chia sẻ cũng như là nổ phát súng đầu tiên liên quan đến ông trùm Điền Ruộng này, thì cái cô thư ký này cũng đã chính thức lên tiếng và cũng đã khẳng định rằng ông này đã có hành vi biến thái với cô. Và kèm theo đó là quý vị có thể biết được đến là những câu chuyện liên quan đến những nhân vật đã từng thi thách thức danh hài cho đến nhân vật Long Nón Lá và cho đến những chú tiểu ở Tịnh Thất Bồng Lai, thì chúng ta đã được một lần nhìn nhận ra cái sự thật của cái nhân vật ông trùm showbiz Điền Ruộng này và đã có những hành vi như thế nào, và những cái chương trình của họ có thật sự là đã có hành vi như dàn dựng kịch bản và thậm chí là cho đến là lừa lọc khán giả hay là không. Thì kể ra một chút về những vấn đề như anh chàng Long Nón và là những người thi thách thức danh hài, và khi mà có được một cái giải gì đó và thấy được các tài năng của Long Nón Lá thì Điền Ruộng đã liên hệ cũng như mời anh này vào một cái network Điền Quân. Thì quý vị biết được đó chính là một cái network trên YouTube và rất nhiều người cũng đã chia sẻ câu chuyện về network Điền Quân này. Thì chúng ta được biết đó là khi vào network thì phải ăn chia phần trăm và có thể ăn trên đầu trên cổ người khác, mà khi có thể là công sức bỏ ra phải chia phần trăm cho Điền Quân network, phải bảo vệ một thứ gì đó, bảo vệ một tài khoản. Nhưng thực chất thì theo chia sẻ của các anh em YouTube khác thì network này cũng chỉ chẳng được lợi lộc gì đâu, mà chúng ta phải có thể nói là hàng tháng chúng ta phải chia sẻ những công sức của mình mà với một mức phí rất là cao. Nhưng mà cái vấn đề mà chia sẻ mức phí thì chúng ta lại không nói đến. Và Thùy Linh muốn chia sẻ đó là Điền Ruộng đã có những vấn đề và có thể nói rằng dơ bẩn đối với anh chàng Long Nón Lá này. Và Long Nón Lá cũng đã chính thức lên tiếng trên trang Facebook cá nhân và thậm chí trên báo đài vừa rồi cũng đã chia sẻ rất rõ ràng với những hành vi của Điền Quân, hay thậm chí là đến tiền YouTube thì anh Long Nón Lá này anh cũng không còn nhận được những vấn đề tiền nong. Và trên thực tế về phía Điền Ruộng này cũng đã rất là nhiều lần dính vào những lùm xùm nợ nần và thậm chí là nợ tiền cắt xê mà không trả, đã bị rất nhiều những nghệ sĩ tố cáo trên các trang cá nhân. Và ngay lập tức ông trùm showbiz này cũng đã xử lý truyền thông rất là giỏi. Khi được biết, quý vị có thể thấy rằng đó chính là Vũ Điền là một ban biên tập viên tại một nhà đài truyền hình thì đã từ rất lâu rồi, cho nên cách xử lý truyền thông thì quá đơn giản với các nhân vật này. Nói một chút về nợ nần của Điền Ruộng, và không chỉ đơn giản đó chỉ là những người nghệ sĩ, những người đã làm việc cho ông ta mà còn là vấn đề thuế má, thì đã rất nhiều lần trên các báo đài cũng đã đăng những thông tin liên quan đến câu chuyện Điền Quân nợ thuế lên đến vài chục tỷ đồng. Cụ thể thì được biết đó chính là vào năm 2019 thì các trang mạng xã hội cũng như trên các báo có đăng tải những vấn đề về thuế má của công ty Điền Ruộng này thì đã có trong công văn số 25669 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24 tháng 12 năm 2019 đã thông báo về việc công khai thông tin người nộp thuế và nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng kỳ 10 năm 2019. Theo đó thì công ty chấp nhận trách nhiệm mạng truyền thông và giải trí Điền Ruộng này đã nợ tổng cộng là 14.559.408.000, thì tính đến thời điểm là 30 tháng 11 năm 2019, thì lại tiếp theo là đến ngày 3 tháng 3 năm 2020, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục ra thông báo công khai thông tin nợ thuế của công ty lên đến số tiền là phải nộp là hơn 11 tỷ đồng. Thì quý vị có thể thấy rất là nhiều những luồng thông tin liên quan đến câu chuyện mà Điền Ruộng không chỉ đơn giản là ăn trên đầu trên cổ những
thí sinh và thậm chí những người từng cộng tác với ông ta không chỉ đơn giản là nợ thuế mà còn tiếp tục nợ thêm những vấn đề tiền cắt xê và thậm chí những cái trò dơ bẩn biến thái của ông ta. Và chúng ta đã nhìn nhận ra rất rõ rồi về vấn đề liên quan đến những nghệ sĩ, những người từng làm việc cho công ty giải trí Điền Quân cũng đã từng tố cáo những nhân vật này chính là công ty Điền Quân đã có những vấn đề như không rõ ràng, vấn đề tiền bạc, nợ nần, đòi mãi mà không trả. Và cụ thể đó chính là diễn viên Hồng Thuận đã đăng tải rất lâu cái câu chuyện mà công ty giải trí Điền Ruột này đã có những vấn đề chậm trễ về tiền bạc và thậm chí nợ nần, phải đòi 4-5 lần thì mới trả. Trao đổi với phóng viên, một nghệ sĩ cho biết, trước đây tôi cũng từng tham gia một số sản phẩm với công ty giải trí này. Tuy nhiên, đến ngày hẹn nhận các C, tôi lại liên lạc thì phía công ty im lặng liên hệ trao đổi thì họ không có động thái, không muốn là thanh toán cho tôi. Và cho đến khi tôi biết sự bức xúc của mình lên trang cá nhân, các trang mạng xã hội thì kế toán của công ty này mới chủ động liên lạc để trả tiền. Và cách làm việc thiếu chuyên nghiệp này của công ty đã làm tôi và một số anh em trong giới nghệ sĩ cảm thấy bất bình, nên cũng có nhiều nghệ sĩ đã quyết định cạch mặt Điền Ruộng trong danh sách hợp tác của họ về sau này. Thì quý vị có thể thấy đó chính là những dòng status của nghệ sĩ Hồng Thuận, diễn viên Hồng Thuận đã chia sẻ và đã có những vấn đề hợp tác với công ty giải trí Điền Ruộng liên quan đến những vấn đề mà cắt xê thì đã không có thể nói rằng thanh toán đúng kỳ hẹn, rất là chai lì. Và thậm chí là khi mình bày tỏ sự bức xúc trên trang Facebook thì đó là lúc Điền Quân mới tức tốc mà có thể thanh toán số tiền này. Không đơn giản liên quan đến nghệ sĩ Hồng Thuận mà một vài nhân vật mà chúng ta được biết đến rất nổi tiếng, đó chính là MC Đại Nghĩa cũng đã từng có những cái dòng status tố Điền Quân trên các trang Facebook cá nhân của mình. Và ngay sau đó thì quý vị có thể thấy cách xử lý truyền thông của ông này cũng đã rất nhanh chóng và mạnh mẽ. Quý vị có thể được biết đến như MC Đại Nghĩa cũng đã từng ghi lên trang Facebook cá nhân khi tố công ty giải trí Điền Quân đã có thể nói rằng chậm trễ, thậm chí là nợ nần chai lì của mình. Và đến hai cái game show truyền hình tham gia cùng mà công ty giải trí Điền Quân không chỉ đơn giản dừng lại ở cái câu chuyện mà MC Đại Nghĩa, thì vừa rồi quý vị có thể được biết đến những người trong cuộc, những người từng làm cho công ty giải trí Điền Quân cũng đã chia sẻ lên tiếng những cái câu chuyện và thậm chí tố cái ông này cũng đã có những hành vi biến thái và gạ tình và có thể nói rằng đó chính là gã tình những người thư ký của mình. Và trong công tác tuyển thư ký thì ông này cũng đã có những yêu cầu khá khắt khe, độ tuổi khá trẻ và cũng như là phải có một chút tài lẻ và kèm theo đó là khi làm 1-2 tuần thì ngay lập tức phải đi công tác xa với ông ấy. Và khi mà được một lần sau đó nếu mà không có thể gọi là chiều chuộng ông ta và không muốn thực hiện tiếp với công việc này thì ông ta sẽ đưa cho một số những công việc nặng nề và không đúng chuyên môn và sau đó không làm được thì lập tức sa thải. Thì đó là những câu chuyện mà những người trong cuộc cũng đã chính thức lên tiếng. Và thậm chí chính nhân vật là một người có thể nói là làm rất lâu với nhân vật Điền Ruộng này chính là Caramel, mà quý vị thường thấy trên kênh YouTube đã có rất nhiều và có thể nói là đi theo ông này rất là nhiều lần và rất là lâu đã làm cái công việc đó. Chính là theo ông này để review các món ăn trên các nhà hàng, thậm chí là những món ăn lề đường. Thì quý vị có thể thấy đó chính là anh chàng Caramel chính thức và có thể nói lên là sự thật xung quanh những cái cô thư ký và thậm chí là những vấn đề tiêu cực của thậm chí xấu xa của nhân vật bẩn bựa này. Thì ngày hôm nay chúng ta đều được nhìn nhận rõ ra những cái game show bẩn bựa và thậm chí những con người thật mà của ông trùm showbiz này như thế nào, khi mà ngày hôm nay trên những trang Facebook cá nhân của cái nhân vật này đã có những dòng ẩn ý nói rằng mình muốn về hưu thì rất đơn giản thôi. Đến ngày hôm nay thì quý vị, quý khán thính giả đã nhìn nhận ra tất cả những sự việc cũng như những cái game show bẩn bựa, nó không đơn giản chỉ là lừa lọc khán giả mà nó còn ảnh hưởng đến nền văn hóa nghệ thuật của nước nhà và ảnh hưởng đến giới showbiz và giới trẻ sau này. Quý vị có thể thấy chúng ta nên có những hành động mà có thể nói rằng dùng cái quyền của một vị khán giả nên tẩy chay những trình lừa lọc và tẩy chay những chương trình mà không có ích cho xã hội và thậm chí là nó lừa lọc khán giả. Thì cái sự kiện ngày hôm nay khi mà ông trùm showbiz này có thể nói là viết những lời ẩn ý muốn có thể nói là về hưu thì cũng khá là bình thường, thì chắc hẳn rằng ngày hôm nay chúng ta đã nhận ra được rất nhiều những nhân vật bẩn bựa, những người nghệ sĩ bẩn bựa và có những phát ngôn thiếu chuẩn mực cũng như là những chương trình bẩn thì khán giả cũng cho rằng và còn có thể nói rằng ưa thích những cái chương trình này, đặc biệt là những cái chương trình của Điền Quân, cho nên những vấn đề ông này tuyên bố mà về hưu cũng khá bình thường thôi, mà chắc hẳn rằng ông ta sẽ không còn dám có thể nói rằng là tự tin để mà đầu tư vào những cái chương trình kia. Khi mà cái mức độ mạo hiểm quá cao thì khán giả ngày hôm nay họ cũng đã rất thông minh, rất là sáng suốt và họ nhận ra đâu là sự thật, đâu là những cái chương trình thật và đâu là một trong những chương trình diễn để lừa lọc khán giả và nó thật sự không có bổ ích. Và thậm chí là những cái chương trình liên quan đến lùm xùm tỉnh thất bồng lai, bao nhiêu đó cũng đã đủ để chúng ta nhận ra
thực sự là điền ruộng này có trách nhiệm về công trong cái chuyện là lừa lọc khán giả. Tịnh Thất Bồng Lai với Nam Chú Tiểu trong các khoảng thời gian vừa qua thì chúng ta không thể nào mà không nhắc đến là điền ruộng, và trong câu chuyện mà phải có trách nhiệm trong sự lừa lọc của khán giả của Nam Chú Tiểu trong suốt những năm tháng vừa qua, và khi cho họ đó là những đứa trẻ mồ côi và thậm chí là kêu gọi từ thiện. Nhắc một chút về những vấn đề từ thiện này, thực chất về phía Điền Quân cũng như ông Vũ Điền Ruộng này cũng đã từng kêu gọi từ thiện và đã đi làm từ thiện trong mùa lũ năm 2020 vừa rồi. Và một số anh em YouTuber đã nhận ra khi Điền Ruộng bước xuống xe và đi làm từ thiện cũng giống như là một ông chủ hoàng, ông hoàng bà chúa đi. Và bên cạnh đó thì 4-5 đứa thư ký gái xinh đi trên chiếc xe đất đỏ và đứng trên bờ khoanh tay nhìn lính lác của mình làm từ thiện, mà chúng ta chưa được nhìn thấy thực sự ông Điền Ruộng này có thể nói là minh bạch trong công tác từ thiện mình đâu. Vừa rồi CEO Nguyễn Phương Hằng đã nói rằng đưa danh sách là ăn chặn, nhưng mà đến ngày hôm nay thì chúng ta vẫn chưa nhận ra được sự giải thích về nhân vật này. Và chưa nói đến những vấn đề ăn chặn thì những cái vấn đề ngày hôm nay ông ta tuyên bố rằng mình sẽ nghỉ hưu thì cũng khá là bình thường, khi mà ngày hôm nay cũng chẳng còn ai quan tâm cũng như yêu thích những cái chương trình của Điền Quân và thậm chí những cái chương trình lừa lọc khán giả. Khi mà ngày hôm nay không biết rằng quý vị, quý khán thính giả ngày hôm nay khi nghe được những luồng thông tin xoay quanh câu chuyện Điền Ruộng cũng như với những cái game show bẩn bựa thì có đồng ý với những quan điểm của Thùy Linh trong video ngày hôm nay hay không? Mong rằng quý vị hãy để lại những comment và những cái ý kiến của mình xung quanh câu chuyện game show bẩn bựa, cùng với đó là những vấn đề tiêu cực xung quanh cái câu chuyện của ông trùm showbiz Điền Quân này và những câu chuyện biến thái của ông ta. Mong rằng quý vị sẽ để lại ý kiến của mình trên video này. Và trên đây cũng là những nội dung mà Hóng Biến TV cùng với Thùy Linh cùng ban biên tập muốn gửi tới cho quý vị. Còn thời lượng chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin kế tiếp.